Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Internet qua Manh Thoát, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Mỹ Đức từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ đạo tràng, con nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu. Dạ cảm ơn chức vị ngọc dạch, con kính tri ân sư, cảm ơn đạo tràng. Hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 2 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình Phạm ngữ Bali, do tỳ kheo Giác Đẳng miêu soạn bài 25 kinh văn. Trú xứ thích hợp cho hành giả không hẳn là rừng vắng, học Phạm ngữ, định sở cách, hô cách, sẽ được Ngài Tề Siêu giảng giải. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cho Nhật Quỳnh hỏi quý vị có thấy được cái nick của Thượng Tọa Minh Hạnh không quý vị? Không biết sao máy của Nhật Quỳnh không? Dạ, con thấy Thượng Tọa Minh Hạnh vào đạo tràng rồi. Dạ, con mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con hành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm đà đại đức Như Lai, vật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điệu ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ trì dạy hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, bài học hôm nay giáo trình Phạm ngữ Bali, do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn. Bài 25, trú xứ thích hợp cho hành giả không hẳn là đường vắng, học Phạm ngữ, định sở cách, hô cách. Con xin thay mặt đại chúng thông gom thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tề Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, kính chào chư tổ đức và thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử.
Hôm nay chúng ta học về ngôn ngữ Pali. Chúng ta tiếp tục học hai ngữ cách sau cùng trong tám ngữ cách danh từ, đó là định sự cách gọi là sắc tầm vi vị phát tín và hộ cách alapana. Ở trong tiếng Pali, một danh từ đơn thuần chưa chia thì nó chỉ có nghĩa quy nguyên, mà chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Thí dụ như khi chúng ta nói ở tỳ tá, chúng ta nói ca, ca lá, ra chá, ra chá, con ruột tiết. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ không có, chúng ta không có dịch được, không có biết nghĩa đó. Nhưng mà khi các cái danh từ đó được biến thể theo ngữ cách thì chúng ta đọc, chúng ta có thể hiểu được. Thí dụ ở tỳ tá, ca lá, khi biến thể định sở cách đó, thì chúng ta nói ati te ca lê, chia theo định sở cách thì chúng ta biết cái nghĩa là trong thời quá khứ. Ra chá, ra chá, karoti, để vậy không nghĩa. Nhưng chúng ta chia thủ chủ cách của chữ ra chá thành ra cha, ra cha, ra chá thành ra chăng, chia theo đối cách. Và thuật từ karoti là động từ. Động từ này nó vừa có nghĩa đơn lập, mà nó cũng có nghĩa, nó còn tùy thuộc vào cái từ đi phía trước. Động từ karoti, thí dụ như ucharan karoti, mình không thể nào mà dịch là làm ra phẩm, mà mình phải nói là đại tiện. Pasawan karoti, làm ra nước đáy, thì chúng ta gọi là tiểu tiện. Còn như Rachan karoti, không phải làm quốc độ, mà chữ Rachan karoti chúng ta phải dịch là cai trị. Chúng ta trở cai trị hay là trị quốc. Do đó chúng ta nhờ có ngữ cách mà chúng ta biết được ý nghĩa của câu.
Thì hôm tuần trước, mấy tuần trước thì chúng ta học về chủ cách là hình thức. Biết thể danh từ để làm chủ ngữ cho câu. Đó cách là biến thể danh từ để làm tốt từ cho câu. Sử dụng cách biến thể danh từ để nói lên ý nghĩa phương tiện của hành động, hay nói lên sự hợp tác. Chỉ điện cách là biến thể danh từ dùng làm tốt từ gián tiếp cho động từ. Hay làm tốt từ cho những phân từ. Hoặc để nói lên mục đích. Sức cách là biến thể danh từ thường dùng trong ý nghĩa là chỉ nơi xuất phát hay tách rời. Sở thuộc cách thường dùng trong ý nghĩa chỉ quyền sở hữu. Thì ở đây chủ từ chúng ta khỏi cần dịch trợ động từ, và chúng ta dịch thẳng, thí dụ như tỷ kheo đi khất thực, thì chữ tỷ kheo đó chúng ta khỏi cần phải thêm một chữ gì khác. Đó cách cũng vậy, khi nói tôi bố thí thức ăn cho những người ăn xin, thì chữ thức ăn đó là đối cách, chúng ta khỏi cần phải có một trợ động từ nào hết. Nhưng mà sử dụng cách á, thì chúng ta dịch, khi dịch là phương tiện của hành động thì chúng ta nói do, bằng. Bởi, và nói lên sự hợp tác thì dịch là với, cùng với. Còn chỉ điểm cách, nếu là trúc từ thì chúng ta cũng không cần dịch nghĩa gì. Tự chúng ta xài động từ là chúng ta biết phải dùng cái chỉ điểm cách. Nhưng mà để nói lên mục đích thì chúng ta phải dịch cái nghĩa là để làm cái gì đó. Hỏi đến đây để làm gì? Đến để học, để học Phật pháp, chỉ như vậy. Thì chữ để đó là nghĩa thứ hai của chữ nguyên cách. Còn sức cách đó là dùng trong nghĩa trời hay xuất phát. Thí dụ như nghĩa tách rời là khỏi, như là ra khỏi hay là đi khỏi. Đi khỏi cái gì đó, đi khỏi nhà, đi khỏi thành phố, đi qua khỏi khu rừng. Thì như khỏi khu rừng đó thì phải xài số sức cách. Còn sở thuộc cách đó, thì chúng ta xài trong cái nghĩa là của hay là đối với. Cha của tôi, hoặc là ngôi nhà của tôi, thì xài chữ của đó, dịch cho xứ sức cách.
Bây giờ nói đến định sở cách á, bài học hôm nay thì chúng ta biết đó là dùng để nói ý nghĩa thời gian hoặc là nơi chốn, thì chúng ta dịch trong bốn nghĩa là do ấy là trên, chẳng hạn như trên cây, trong. Thí dụ Gehasping là trong nhà, Rukhamule chúng ta dịch là tại gốc cây, hoặc là Gehasming Vasami là tôi ở tại nhà, tôi sống tại nhà. Thì trên trong tài ở là chữ nghĩa, nghĩa dịch cho định sở cách. Tất nhiên những cái nghĩa mà chúng tôi trình bày đó là tiêu biểu cho cái ý nghĩa của cách đó. Nhưng mà người dịch đó, gặp từ Bali trên chỗ đó, chúng ta tùy theo cái văn cú ngữ cảnh mà chúng ta có thể dịch theo cái ý nghĩa khác. Thí dụ Atite Kale Racha Rachan Koroti phải dịch là vào thời quá khứ có vị vua cai trị quốc độ. Ahang Gamasvin Chiwami là tôi sống trong làng. Hoặc là So Sayam Hi Xe tí là nó ngủ trên giường. Chữ mình chắc sinh là trên giường. Chúng ta xài theo cách định sở cách nghĩa gì? Còn hô cách Alapana là biến thể của danh từ để nói lên ý nghĩa kêu gọi, đàm thoại, xin gọi. Thí dụ như anh Đông Cha Nam Mỹ Phích Khờ Quê, chữ Phích Khú chia thành chữ Phích Khờ Quê là hô cách. Anh Đông Cha Nam Mỹ Phích Khờ Quê quá xin cả xa thì càng và thì cần hạ tung để các tỉnh khe tay cho phép nhận tròn tắm mưa. Hoặc là Anucha Nami Phích Khờ Quê, chữ Phích Khờ Quê Phích Khú chia Phích Khờ Quê sở cách Anucha Nami Phích Quê Aramang Patigana Hitung tại cho phép những chùa. Chúng ta xài nghĩa gì? Thì hô cách đó, chúng ta dịch theo nghĩa tùy. Thưa Samu Gautama, xài hô cách
Bạch Đức Thế Tôn, sẽ hậu cách, này các tỳ kheo, sẽ hậu cách, vân vân. Chúng ta tùy theo chỗ mà chúng ta dịch. Đó là cái ý nghĩa của bài học. Con Phạm, bây giờ chúng ta trở qua, chúng ta nói đến kinh văn của bài đọc với sự phân tích. Nhưng mà thưa quý vị, trong văn phạm thì chúng ta mới có học có 8 ngữ cách thôi, trong khi đó cái bài mà trích dẫn thì cái bài đó nó có nhiều cái mẹo văn phạm, mà khi chúng ta học tới thì chúng ta mới có thể dịch được. Còn bây giờ chúng ta tìm ở trong này nó có đủ các cái mẹo văn phạm hết. Ở trong cái đoạn kinh văn ngày hôm nay đó, được trích dẫn trong trung bộ kinh, bài kinh số 8, bài kinh số 8, bài kinh khu rừng Vanapatha. Bài kinh số 7 Vanapatha Sutta do ngài Vô Hòa Thượng Minh Châu dịch. Ở đây thưa quý vị, trong cái bài được in ra và gửi cho chúng tôi đó, thì không biết cái này là do lỗi trích dẫn hay là do, mà gần như là chúng tôi gặp cái trích dẫn đều là bài kinh 108, kinh Gopaka Mokkalana, trích ở trung bộ kinh đó. Nhưng mà thật ra đó, thì cái đoạn kinh văn mà chúng ta học hôm nay là ở cái bài kinh số 7 của trung bộ kinh Vanapatha Sutta, kinh khu rừng, chứ không phải là kinh Gopaka Mokkalana. Thì ở đây thưa quý vị, trong đoạn này chữ phiết hơ quê sẽ hô cách chữ phiết khú phiết hơ quê phiết hơ quê là hô cách mà chúng ta vừa học. Nhưng mà cái chữ hô cách phiết hơ quê là chỉ áp dụng cho cái từ phiết khú thôi, chứ hô cách ở các cái từ danh từ khác thì không có chữ AW, không có xài chữ AW. Nhưng mà cũng là hô cách. Itafikwe fikhu anyataram vanapatthang upanishaya viharati. Ở đây này chư tỳ khưu, Đức Phật luôn luôn là ngày mở đầu tiên chữ ý thác, là ở đây tức là ngày nhấn mạnh chỗ này, cái trường hợp này, hay là ở trong giáo pháp này.
Những cái bản dịch xưa của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông được cô Bân, thì khi Ngài dịch những cái bản kinh đó, chỗ mà Đức Phật gọi là Ita-phít-vê, thì Ngài dịch thẳng theo trong ý nghĩa của chú giải, tức là này các tỳ kheo, trong giáo pháp này sẽ chữ ý thác. Vì thật ra thì ý thác nó là một trạng từ chỉ nơi chốn, có nghĩa là ở đây. Vì có nhiều người họ nghe nói rằng cái đoạn kinh Đức Phật đang giảng ở đây này các tỳ kheo, thì mình đọc qua thì nghe nó quen thuộc quá, nhưng mà rốt cuộc chúng ta không biết tại sao tại gọi là ở đây. Thì chú giải mình giải thích là trong giáo pháp này, phi khú là vị tỳ kheo Anyatarang, chữ Anyatarang tức là một trạng từ, một liên quan đại từ Anyatarang. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải hiểu ý nghĩa là nào hay là nào đó, tức là nói chung chung. Chúng ta chịu khó đi đoạn đầu phân tích gì trên những đoạn sau nó trùng. Quán đó phát thăng, chữ quán á là bản thân của chữ quán á là của rừng, nhưng mà thêm chữ quán đó phát thá tức là rừng sâu, hay là một cái thú sứ ở rừng, chữ bên dưới xà giá là nương. Quý hai đấy là trú, chúng ta nói vị tỳ kheo sống dựa vào rừng sâu, một khu rừng sâu nọ. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống tại khu rừng nào? Chúng ta xài cái nghĩa đó. Cái đoạn dưới đó, Tassatang Vanapathang Ubarisaya Viharato, ở đây chúng ta xài Viharato đó là chi điểm tích của cái hiện tại tự quý hai trăm tám. Đây là cái loại chia, cái hình thức chia rất bất thường, chia rất bất thường.
tu được đặt ở đây đó là biến cách của một số sức tích của một chỉ định cách. Cái này khỏi cần phân tích, khỏi tích ra cái việc cũng chẳng hiểu cái gì. Nếu mà dạy Pali mà có cái bảng chia, có cái tấm bảng lớn, bảng trắng hay bảng đen, chúng tôi viết, chúng ta phân loại từ ra, sắp đặt lại, rồi với chúng tôi cũng thường dạy cái cách đó cho nó mau thưa quý vị. Thí dụ như khi mà nói y thác, tức là chữ imá, phi khu anyatara vanapattha vinissaya viharati. Được, khi mà sắp đặt lại đó, thì chúng tôi mới áp dụng chia cách. Sau khi chia cách xong mới bắt đầu dịch. Vậy thì dễ hơn. Giờ nó tổng quát rồi. Nãy giờ đi 20 phút mà chưa hết một câu. Tát tăng quán đắp bát thăng Upanisa Viharato, khi đang trú, cái này sẵn hiện tại từ đó, khi đang trú dựa vào khu rừng ấy, chữ tát xá trong trường hợp này phải dịch được tỳ kheo, tát xá viharato tức là khi vĩ đang trú dựa vào cái khu rừng sâu. Anubhathita cheva sati na thati. Mình niệm chưa ăn trú thì không được ăn trú. Asamahitan tanh chát chỉ tăng nát sama đi dịch tí và tâm chưa tỉnh không được định tĩnh. Ở trong tiếng Bali có khi mà đi với một cái danh từ thì chữ ná nó biến thành chữ á, đi ghép chung lại asma hi tanh chát, asma hi tanh chát, asma hi tá là quá khứ ngôn từ của động từ sama khi giờ tí, thì xài động từ là chúng ta không được ghép là asma thi giờ tí, mà chúng ta phải để cái phân từ ná nó đứng tách cách biệt rời ra. Tâm chưa định tĩnh không được định. Abhikhina cha asawa,
là các lậu chưa đoạn tận. Và khai dân cái tham kiến các lậu hoặc chưa đoạn tận, không được đoạn tận. Anupat tành cha anutarang vô khắc khi mang na pu na nupa pu na thi anh ta đang vô khi mang là vô thượng an ổn khổ ách lưu người dĩ nếp bàn anh đức phát tình chắc tức là chưa chứng đạt na lúc và phụ na thí là không được chứng đạt. Nếu như mà đọc một đoạn Bali rồi đọc tiếng Việt thì như vậy trong trường hợp này có nghĩa là không có dạy Bali, chỉ tụng cho quý vị nghe thôi. Còn nếu mà ở phân tích từng từ thì nó mất thời gian, mà quý vị nghe quý vị chẳng thấy có lợi ích gì hết. Cái kiểu này chúng tôi phân vân không biết dạy như thế nào, dạy như thế này thì nó không có nó không có hiệu quả. Còn nếu mà đọc Bali vậy được quý vị nữa, quý vị đọc theo thì như vậy ít ra sau một khóa học phản ứng Bali đó thì chúng ta cũng biết đọc, biết cách đọc, khỏi cần biết kỹ. Này chư tỳ kheo ở đây, vì tỳ kheo sống tại khu rừng nào, tỳ kheo sống tại khu rừng ấy. Khi vì tỳ kheo sống tại khu rừng ấy, các niệm chưa được an trú, không được ăn trú, tâm chưa định tĩnh, không định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn của các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Về cho cô im mê bất bất chi tiền á chi vừa tất bất đức khả ra sơ mơ đà hê tập bà chi vừa ra phân đập bà ta sê nà sà nà vi là nà bất chi dự phê sát cho bất đức khả ra thế kà sĩ ơ rê nà sơ mơ đà hê chẳng tính bằng những vật dụng nào cần thiết cho đời sống mà người xuất gia phải sắm đủ, như là y phục, thức ăn, sàn tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Tên là Phê Cô Vê Phê Cô Na Y Tít
tôi xây chiếc thịnh năng, chiếc cái tập bằng à hang khô y băng quả tập bạch thăng ủ bà đích xài giấc quý hà rà mi tác bê y băng quả tập bạch thăng ủ bà đích xài giấc quý hà rà tô ả lũ bà thị tà chê bà sạ tí nà ủ bà thà tí ả sà mà hị tây chắc. Cái này thì chúng ta vẫn tích rồi. Chị tăng nà sà mà thị yà tí bởi khi nà chá à sà hoa nà bà rít kà khá yàng kà chà tí ả nà nấp bà tên chá ả nữ tà răng dù mắc khê băng do khê măng nào phu nà tí này chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy cần suy nghĩ như sau. Ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này các vị chưa an trú, không được an trú, tâm chưa định tĩnh, thì nay tâm không định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, nay được hoàn toàn đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ác phước, chưa chứng đạt không chứng đạt được. Bỏ nó đi. Bây giờ chúng ta lấy cái ý nghĩa thôi. Chúng tôi dạy, chúng tôi có cảm giác giống như là chúng tôi đang trả bài cho quý vị vậy. Cho quý vị cũng đâu có hiểu gì. Mà nếu phân tích từ từ thì nó đến đến nửa đêm cũng chưa xong cái đoạn này. Cái phong phạm Pali học khó thì khó lắm, nhưng mà dễ cũng không phải dễ, thưa quý vị. Người phải có cái ưa thích về phản ngữ Pali, rồi có một cái khiếu về ngoại ngữ chút, thích học ngoại ngữ, người có thích học ngoại ngữ thì như vậy chúng ta học mới tiến bộ được. Còn nếu không thì chúng ta học như cho có học gì. Thì ở cái đoạn kinh văn này đã nói lên một cái ý nghĩa trong cái bài kinh khu rừng. Ở đây nói đến rất nhiều trường hợp một vị tỳ kheo sống ở khu rừng hay sống ở một ngôi làng, một cái thị trấn, thậm chí chúng ta sống ở gần một người nào, và khi chúng ta suy xét, chúng ta thấy rằng ta sống ở khu rừng này mà niệm không an trú niệm được, không tâm không định tĩnh được, các lậu hoặc chưa đoạn trừ được, và những vật dụng như là y phục vật thực sàn tọa và thuốc trị bệnh kiếm một cách khó khăn, sau khi suy xét biết được điều đó
thì phải bỏ cái khu rừng đó đi ngay lập tức, dù trong đêm, ban ngày hay ban đêm. Như vậy thì một cái trú xứ mà kết hợp cho vị hành giả đó, ngoài cái tiêu chuẩn chẳng hạn như khu rừng thì ở không quá xa của khu rừng với làng vân vân, ban ngày ít tiếng động, ban đêm thì không có những sự sợ hãi. Ngoài ra cái chuyện đó ra đó, thì cái chuyện mình sống ở mình sống ở đâu đi nữa, nhưng mà khi suy xét chúng ta chưa sống ở chỗ này, chúng ta chưa có được những cái pháp đáng kể, thì trong trường hợp suy nghĩ thấy như vậy thì phải bỏ đi ngay lập tức, chứ không có ở đó mà đứng đá chần chờ để xin phép người khác. Hôm nay học cái môn Pali, các giảng sư trong room lặng mất hết rồi, không có. Hồi nãy thấy có sư Tùy Quyền, sư Pháp Tần, bây giờ các vị cũng đi mất hết, cho nên không có, các vị không có thảo luận được. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ chúng ta học để chúng ta xác định ba điều. Không biết là sư đệ cho biết ý kiến. Một là chúng ta học kinh văn để mà dạy cho Phật tử đọc được tiếng Pali, đọc được tiếng Pali. Hai là mình học kinh văn trong cái giờ phản ngữ hành thủ đó, là để phân tích ngữ pháp của câu, của chữ, để nhìn vào một chữ mà biết được, mà khỏi phải thông qua cái bản dịch Việt của Hòa Thượng Nguyên Châu. Thứ ba là mình không cần thiết đọc, không cần thiết phân tích văn phạm, chỉ cần thuyết
thuyết cái nội dung. Giống như mỗi khi, mỗi ngày thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, và chúng ta học chung bộ kinh vậy đó. Thì ba cái đó sư đệ xác định lại xem bao nhiêu chúng ta học. Cho đến ngày hôm nay mà chúng ta cũng chưa biết là khi mà học kinh văn này đó, là cái mục đích để làm cái gì. Cho nên cũng ông Nguyễn Lê nói một câu rất là hay thưa quý vị. Ông nói thà cho tôi đứng khỏa thân trước thính chúng, tôi đỡ ngượng hơn là bắt tôi lên nói mà không có cái đề tài, không cho biết cái đề tài. Cái mục đích của cái buổi nói chuyện là nói cái gì? Khi mà dạy thì nó phải có. Thí dụ như khi mà chúng tôi dạy thanh tịnh đạo ở trong rừng Pháp Cú, vì chúng tôi chủ động được cái mục tiêu của cái việc học, cho nên mỗi tuần chiều thứ bảy thưa quý vị dạy dễ lắm. Còn khi mà học, khi mà dạy cái môn Bali ở cái này, chúng tôi biết là dạy cái mục tiêu để làm cái gì, để đọc hay là để biết văn phạm, hay là để hiểu cái nghĩa lý của kinh tạng. Ba cái mục tiêu đó chúng ta phải xác định. Nếu mà còn cả ba thì trong trường hợp này nó dài quá, anh đòi hỏi cái thời lượng của chúng ta là phải dài chúng ta mới học được cái gì. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để Thượng Tọa trình bày cái buổi học Pali ngày hôm nay. Thật ra thì năm nay sức khỏe của chúng tôi rất là kém, biết tại sao? Đi thuyết pháp, đi dạy học, chúng tôi dạy chừng một giờ đồng hồ là chúng tôi cảm thấy mệt ngất ngư rồi, thưa quý vị. Năm nay chắc chắc chúng tôi phải giải nghệ hay sao. Xin tỉnh sự đi trở lại. Sư huynh, là thật ra cái giáo trình này đó, cho đến nay thì cái việc quan trọng mà làm đó là làm sao cái vị giảng sư có được cái cảm hứng để mà giảng. Là vì quý vị thành ra có nghĩ là thêm phần kinh văn vào. Tại vì mỗi kỳ mình có liếm như mình ăn kèm vậy đó mà. Mình dọn bữa ăn lên có cái này cái kia. Nó có một cách đó, là nếu sư huynh thấy không có không thích là phần kinh văn thì mình có thể trở lại giải văn phạm không?
Dạ, về văn phạm. Nó có cái khổ gì về sư huynh rồi? Cái cách mà truyền thống mà mình học văn phạm đó, nó quá nặng về ngôn ngữ đi. Dạ. Ngày nay người ta học, bộ ngoại ngữ, người ta không có học giống như mình hồi xưa. Dạ. Cái văn phạm người ta học, ví dụ như là mình học tiếng Anh á, thì một tuần đó, họ chỉ dạy văn phạm một vài điều, rồi họ dạy cách đặt câu, họ dạy cách này kia. Còn như là quyển Pali Hàm Thụ hay là phần lớn sách dạy Pali á, thì ngày nào cũng dạy dạy về văn phạm sạch thôi. Dạ. Cái cách mà dạy văn phạm truyền thống của chúng ta là học về ngôn ngữ, học về ngữ pháp, học về văn phạm. Thì cái đó học cho những người chuyên môn thôi, chứ với Phật tử thì không cần. Rằng cái cố gắng của giáo trình này đó là nó pha loãng ra. Mình học lần một chút văn phạm, một chút cách đọc kinh tụng, rồi Phật tử tập dịch một chút, rồi có thêm phần kinh văn để chư tăng thảo luận v.v. Thì bây giờ nhưng mà cho đến nay đó thì phải nhận là vẫn còn đang gặp khó khăn là cái vị giảng sư chưa có tìm thấy được cái cảm hứng trong cái giáo trình. Dạ. Yeah. Rằng nếu sư huynh muốn thì mình có thể trở lại lấy nguyên cuốn Bali Hàm Thụ để làm giáo trình cũng được. Nhưng mà chỉ có điều là bộ đó thì nó chuyên về ngôn ngữ, ví dụ như là những cái từ vựng về văn phạm nhiều quá đôi khi Phật tử họ không hiểu. Dạ. Ngay cả một Phật tử bình thường bên ngoài có nhiều khi họ nói là bất biến quá khứ phân từ là cái gì, họ cũng không hiểu nữa. Thành ra mình vừa phải học một ngôn ngữ mới và mình vừa phải học cái thuật ngữ chuyên môn của văn phạm, mà cách đó bây giờ người ta ít có xài lắm. Đúng ra những cái cách học về phản ngữ của người Tây Phương họ học nhanh hơn mình, là tại vì họ không có bắt người học đào sâu vào phản ngữ liền. Thì bây giờ nếu sư huynh muốn thì chúng ta có thể bỏ đi cái phần kinh văn và mình thử một vài tuần lễ tới mình lấy nguyên cái quyển Bali Hàm Thụ, sư huynh có đồng ý như vậy không? Cái Hàm Thụ sư huynh soạn, rồi chúng ta thử một vài tuần thử coi. Tại vì thật ra thì học đúng rồi, mấy hôm nay thì chúng ta cũng đã có trích từ Bali Hàm Thụ rồi, nhưng mà mình trích ngắn thì không có dài lắm. Dạ, không dài lắm, nếu sư huynh muốn thì dài thêm. Tại vì ngại rằng nếu mà lấy nguyên bài trong đó ra đó, thì có thể là sư huynh giảng thì mình sẽ thích giảng hơn, nhưng mà rồi nói là có quá nhiều trường tử không. Dạ. Thì sư huynh có nghĩ rằng tuần tới đó mình thử là mình bỏ phần kinh văn đi, mình chỉ lấy nguyên cái phần văn phạm, nguyên cái bài ở trong Bali Hàm Thụ có được không? Xin thỉnh sư huynh quan hệ trở lại. Ở đây như sư huynh thấy là mình cũng không bỏ được kinh văn để mà học văn phạm không. Học văn phạm không thì khô khan lắm thưa quý vị. Mà các Phật tử chúng ta thì cũng không có đeo theo được đâu. Bởi vì cái quyển Phản ngữ Hàm Thụ, Bali Hàm Thụ, cái quyển đó là văn phạm đặc sệt ở trong đó, tức là dùng để cho cái người học nghiên cứu, họ tự học, tự mày mò nghiên cứu về ngữ pháp, nó khỏi có phải loạn. Còn khi mà chúng ta đem cái đó ra mà chúng ta là học nguyên si thì chúng ta sẽ gặp cái khó. Bây giờ thật ra đó, thì nói như thế này, thí dụ như chúng ta khỏi chúng ta không cần phải phân tích văn phạm nhiều. Ở trong này văn như thế nào thì chúng ta để y như vậy. Chỉ có điều là chúng ta học theo cái cách là chúng ta sắp xếp lại cái câu văn
để nó thành ra xuôi. Theo tiếng Việt mình để chúng ta biết, nhìn vào chúng ta biết chỗ nào dịch trước, nhìn sau. Thí dụ như cái câu mà y tháp phi cầu quê phi khu ở nhà ta răng quá đá bạc thăng của bình xài giáo viên hà rạch tí, thì nếu để vậy Phật tử chúng ta cứ dựa theo trong đó thì chúng ta sẽ chưa có quen được cái cách sắp xếp phích quê này. Cái tỳ kheo mình phải dịch trước ta ở đây phích khú, vị tỳ kheo quý hà ra tí sống Upadissa sa giá dựa vào anh nhất rằng quan áp thăng khu rừng nào, cho nên chúng ta phải chúng ta cái cách như vậy. Cũng như trong cái quyển Tham Bá Đá, quyển Pháp Cú mà của ngài Tham Bá Năng Đá ngài soạn đó, cái quyển đó rất hay. Cho quý vị Pháp Cú là thể kệ gatha không, mà ngài có hai phần, ngài trình bày về kệ quy văn là kệ là cái ngữ pháp kệ, cái phần kế tiếp ngài phân tích từ vựng xong rồi ngài sắp xếp lại thành một cái văn xuôi, thể văn văn xuôi. Khi mà người học Pali nhìn vào cái văn xuôi đó là sẽ biết nghĩa trong đó muốn nói gì. Thí dụ như khi mà nói cái bài kệ Atta hi Atta lo na thu ko na thu vursiya Atta na vasudante na na thang lắp phát thiết đu là phân. Vậy kệ sách bởi vì theo cái âm vận cho nên nó không có theo cái trật tự của cái động từ thuộc từ bởi, mà ở trong tiếng Pali thì vì có chia ngữ cách do đó cho nên sách lộn xộn sao, người ta dịch người ta cũng tìm cho ra. Còn ở đây thì ngài Thamananda ngài dạy theo cái cách, thí dụ như Atahi Atano Natho, hi Ata Nà thô a tà nô, ngài sắp xếp thành văn xuôi vậy. Tức là tất nhiên tự mình làm chỗ nương cho chính mình, còn cái câu kệ mà cô Hinato Borussia thì người dịch là cô Sia, có ai khác
Cô Paro của ai khác? Nạt thù của ai khác là đổ nương cho đâu? Vâng không? Thì mấy cái chỗ đó đó chúng ta muốn trình bày để cho thấy rằng chúng ta sắp xếp theo con xuôi, nhưng mà nói là nói như vậy thôi chứ. Bởi vì khi mà sắp xếp theo cái văn xuôi chữ đầu nghĩa đó, thì trong trường hợp này nè, chúng ta đọc, chúng ta sắp xếp thì chúng ta nói ra thành lời thì quý vị cũng không nhớ được, bởi vì chúng ta không có viết được, mà không có, chúng tôi thì không có đánh chữ ở trên bảng được, cho nên thôi cũng để như cũ đi, chứ trình bày thêm cái đó cũng mệt, nói ra không có làm được. Khi nãy chúng tôi lé lên cái ý nghĩ gì chúng tôi muốn làm như vậy, nhưng mà nó cũng không xong, làm cũng không xong. Chúng tôi rất là tiến thối lưỡng nan, cái lớp này bỏ thì thương, vương thì tội. Chúng tôi cũng không biết làm sao để nữa. Thôi thì bây giờ như thế này, sư đệ cứ giữ y nguyên vậy đi, cứ giữ y nguyên vậy. Nếu giờ tính thêm nữa thì nó rối nữa, mệt lắm. Nè, cô Lân vừa có ý kiến, xin mời cô. Dạ, Nam Mô Phật Thầy Giá, con kính định lễ Chư Tăng. Kính chào tất cả quý vị đạo hữu. Dạ, con theo cái sự hiểu biết của con thì quý đạo hữu trong room có lẽ là đa số là muốn học và đọc nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà học đọc không thì cũng không có ý nghĩa lắm, thì con xin đề nghị là mình không có cần học kinh văn ở trong chánh tạng nữa, mà bây giờ mình học văn phạm. Mà văn phạm thì Chư Tăng cũng dạy từ từ, và trong cái phần văn phạm là có cái phần thí dụ, có phần làm bài tập. Thì khi mà làm bài tập đó, thí dụ như học văn phạm về vấn đề gì thì bài tập về vấn đề đó, và từ vựng ở trong cái bài tập đó là sẽ cho chúng con những cái từ vựng trong bài tập luôn. Rồi khi mà cho Phật tử trả bài đó, thì chiều ai câu giải đáp của ai như thế nào thì post lên như vậy, và Chư Tăng sẽ chỉnh sửa là cái câu nào đúng, câu nào sai. Và sau đó thì Phật tử có thể đọc cái câu của mình làm, để có thể vừa hiểu văn phạm mà vừa học từ vựng mà vừa đọc luôn. Là như vậy thì con nghĩ là có lẽ là ý con thì như vậy. Con thấy bao lâu nay học
cái chương trình như vậy, thì ngay cả con khi mà con làm bài bài tập thì con đi tìm cái từ vựng không là cũng hết giờ rồi. Con đi tìm cái từ vựng để mà, tại vì nhiều khi bây giờ mình lớn tuổi mình không có nhớ nhiều, thành ra nếu mà mình lặp đi lặp lại đó mà phải cần lại phải lật lại những cái bài bài từ trước đó, thì nó cũng mất thời gian. Dạ, thành ra khi mà có bài tập thì chuyên tăng cho chúng con từ vựng ở trong cái bài tập đó. Dạ, như vậy thì sau đó là thì chư tăng Phật tử có thể đọc ngay cả cái câu, ngay cái câu câu làm bài của mình, hoặc là cái câu trả lời cái câu mà bằng tiếng Bali. Và nếu mà cần nữa thì học đọc từ những cái bài kệ ngắn ngắn như vậy. Dạ, con xin có ý kiến là như vậy, con xin thỉnh chư tăng trở lại ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có ý kiến như thế này. Kính thưa sư phụ và sư bá, Phật tử học đó, và con muốn học đó, là con phải nhìn thấy là người giảng dạy và chữ viết bảng đen. Còn nếu mà đọc mà hiểu như là sư bá đọc mà Phật tử và con hiểu đó, thì con đâu cần học, vì đọc không hiểu gì cả. Cho nên phải nhìn thấy những cái tám cách biến dạng thì thấy cái đuôi của nó là thế nào đó, là a hay là ena hay là asa hay là asma, thì thấy cái bài tập là phải có nghe có thấy thì mới học được, chứ còn không thấy đó. Mà sư bá cứ nói vậy mà nếu mà hiểu được thì đâu cần học. Cho nên là phải thấy. Cho nên mình đây có phương tiện là cái Zoom, tại sao không dùng Zoom và phấn trắng bảng đen? Cái điều đó là cái điều mà sư phụ đã như vậy nói là lúc trước đã tính làm. Mà nếu mà dùng cái Zoom và phấn trắng bảng đen thì sư bá dạy nãy giờ là học hết bao nhiêu hết, không có thiếu chữ nào hết đó. Nhưng mà tại vì không thấy biết và không thấy chữ thì làm sao mà biết được. Đó là những ý kiến của con. Con xin trao mai lời cho diễn đàn. Xin cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Bây giờ bạch thượng tọa tiểu sư, thỉnh thượng tọa giúp hướng dẫn Phật tử làm ba câu bài tập, vừa đọc vừa giải chú thích về văn phạm và từ vựng, rồi sau đó thì thỉnh sư huynh đi nghỉ, còn phần còn lại sư đệ sẽ làm. Thật ra thì vấn đề ở trong room này đó, hồi trước chúng ta có phần kinh văn là để nó đỡ ngán phần văn phạm, và đôi khi đó chúng ta cần có phần kinh văn để chư tăng thảo luận. Giờ bây giờ quý vị muốn bỏ phần kinh văn cũng được, nhưng mà bỏ phần kinh văn thì nguyên một lớp nó chỉ là vấn đề học văn phạm, thì có đôi khi quý vị cũng hơi buồn á, và chư tăng cũng không có phần thảo luận. Nhưng mà thôi, quý vị bỏ phần kinh văn cũng được. Chỉ có điều là thật ra mấy hôm nay những cái bài học bài đọc có bài tập hết, mà dường như là không có được chú trọng, và không được chú trọng phần bài bài tập. Thật ra học phản ngữ mà học bài tập thì nó dễ lắm, và mình cứ nghe đọc thì bắt chước mình đọc được, và bài tập thì nó lại đơn giản hơn là mình đi vào văn phạm của kinh văn. Không biết sư huynh có thể giúp sư huynh hướng dẫn cách quý vị làm khoảng chừng ba câu được không, rồi sau đó sẵn sư huynh đi nghỉ. Kính thưa quý vị, cái cách mà chúng ta làm Pali làm bài tập Pali chúng ta phải đi ba bước.
Chẳng hạn như là cái câu Pali Buddho Savakehi Satin Viharang Gacchati. Cái bước một đó, là chúng ta phải tìm cái từ nguyên của cái từ trong câu. Chứ còn nếu mà để chữ Buddho Savakehi Satin Viharang Gacchati, chúng ta thấy chữ nào cũng là chữ Pali cả. Rồi chúng ta cứ tra từ điển đi tìm cái chữ Buddho để chúng ta ráp nghĩa vô. Sau khi đi tra từ điển tìm cái chữ đó mà ráp nghĩa vô thì như vậy cũng như không. Học vậy nó mệt lắm. Trước hết là chúng ta phải tìm từ, từ vựng. Nhưng mà rất tiếc cái là chúng ta cũng thú thật là bây giờ chúng tôi dốt về cái vấn đề Zoom lắm. Ngay cả trong cái mùa dịch bệnh Covid mà ở học viện họ đề nghị chúng tôi dạy trực tuyến, ngồi ở chùa họ cho cái Zoom, cho cái mã số đi vào dạy. Chúng tôi lắc đầu, chúng tôi nói dạy vậy không được, bây giờ cứ cho nghỉ đi, cứ cho nghỉ cái môn này rồi chừng nào hết dịch bệnh thì dạy tiếp. Dạy đến ngán lắm thưa quý vị. Thì bây giờ cái bước một là chúng ta phải tìm, thí dụ như chữ Buddha, vị nào đánh giùm cái chữ Buddha. Rồi chữ Savaka, lấy chữ Savaka thôi. Rồi cái chữ Satin, cái này y nguyên viết chữ Satin, vì nó là giới từ, nó không có biến cách. Rồi chữ Vihara, rồi chữ Gacchati, chữ Gacchati. Nhưng mà chúng ta làm rời rạc như thế này đó, rồi nó xen kẽ vô thì cũng lộn xộn nữa. Cho nên chúng ta hỏi đến lại, thì bây giờ khi đã có chữ Phú Thá, cái chúng ta mới tìm ra xem coi nó hình thành từ đâu. Thì chúng ta phải thuộc lòng cái bản chia Buddha tận cùng là vị ngữ ác, danh từ nam tánh. Chúng ta phải hiểu cho đến cái mức gặp cái chữ Buddha là biết là danh từ nam tính. Và chia theo chủ cách số ít, chúng ta ghi chú ngắn gọn là chủ. Rồi dấu sắc, như hoặc là chúng ta để phát rồi y.
Thì cái bước thứ hai đó là chúng ta mới phân tích chữ đó. Sau các sau tề hí, chữ e hí ở đây vì nó đi với cái chữ sát thinh cho nên chúng ta biết chắc chắn nó là sử dụng cách thứ ba, số nhiều. Với những đệ tử, cùng với đệ tử. Sau kê hít sát thiên cùng đệ tử. Rồi chúng quý hà ra, chia theo đó cách thành quý hà răng. Số ít, gái chạch tí là một động từ có nghĩa là đi đến. Thì cái câu đó sau khi mà cái giai đoạn thứ hai đó, cái bước thứ hai mà chúng ta tìm ra được cái thành phần ngữ pháp của các từ ở trong câu này xong rồi, bước thứ ba chúng ta mới bắt đầu dịch nghĩa. Thì do đó trong cái câu mà nói rằng Bố thu sao vật kỳ hí sạch thiên quỳ hà răng gái chạy tí, chúng ta phải dịch thứ lớp cái vị trí Bố thu là số 1, gái chạy tí động từ ở phía sau đó, vị trí số 2 Đức Phật đi đến, cái vị trí số 3 là quý hà răng Đức Phật đi đến tịnh xá. Sát thiên vị trí số 4, sao và kê hí là vị trí số 5. Như vậy chúng ta có 5 từ trong câu, mặc dù được sắp đặt Bố thô sao kê hí sát thiên quý hà răng gây chạy tí, nhưng mà chúng ta phải dịch là Bố thô Đức Phật Gacchati đi đến với hà răng tịnh xá sát thinh cùng với sao kỳ hí các đệ tử. Chúng ta phải dễ chậm lại thì buồn ngủ quá quý vị. Cho nên á, khi mà làm bài ở trong lớp thì chúng tôi cho mỗi vị tăng sinh lên phải đi ba bước như vậy. Khi mà đi ba bước như vậy rồi thì cái buổi đầu thôi, tập cho quý vị buổi đầu thôi, sau rồi quý vị dần dần quý vị sẽ quen. Đó là câu thứ nhất. Rồi bây giờ quý xin cho cái câu bài tập số 2. Bài tập số 2 Bài tập số 2 bây giờ các vị khoan bốt lên nè. Để nguyên câu như vậy chúng ta mới hiểu được rồi. Quý vị để yên, đừng có post lên, để chúng tôi làm cho một câu này.
Quý vị có thấy mấy cái chữ chúng tôi ghi không? Ở trên đó, cái câu bài tập đó, là Buriso Putena Sahadipang Thawati. Thì ở dưới khi mà chúng ta trích từ là chúng ta để Purisat Thawati Dipat. Quý vị coi theo đó và bỏ dấu dùm Sahad Putena. Thì khi cái bước 2 đó là chúng ta lấy từ nguyên. Purisa là người đàn ông, Thawati là chạy, đi bá chạy đến, đi bá là hòn đảo. Sa há là cùng với Phú Tá là con trai. Chúng ta xài chữ Phú Tá là con trai. Chữ Phú Tá chưa Phú Tề Ná. Rồi bây giờ khi mà chúng ta sắp đặt nó theo cái thứ lớp như vậy rồi đó, chúng ta mới bắt đầu. Ở trên thấy chữ Buriso thì chữ Purisa mà chia thành Buriso có nghĩa là chủ khách số ít, người đàn ông. Mà đó là chữ ngữ của câu đó, thì động từ Thawati là chạy đến. Ngôi thứ ba số ít theo cái chữ Buriso. Rồi chữ Dipat thành Dipang. Thì chúng ta thấy chữ đi bằng ở đây là hình thức đấu cách số ít. Sa há là một giới từ không có chia, cũng vẫn là sa há. Sa há nó đồng nghĩa chữ sát thinh là cùng với. Chữ Putta là đứa con trai, thì Putena là với đứa con trai. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái câu Buriso Putena Sahadipang Thawati. Nếu chúng ta sắp xếp thì nó xuôi theo câu Việt của chúng ta đó, là Buriso Thawati Dipang Sahadipang Thawati. Thì chữ đâu nghĩa đó thì có nghĩa là người đàn ông chạy đến hòn đảo với người con trai. Người đàn ông chạy đến hòn đảo với người con trai. Đó là cái cách mà chúng ta gọi là cách ba bước. Chúng ta cách dịch theo ba bước. Rồi bây giờ chúng ta có câu thứ ba. Vị nào cho xin câu thứ ba? Câu thứ ba. Câu thứ ba thì nó như thế này. Sara, Sigala, Vicha, Vichati. Chúng ta lấy từ nguyên hết đi.
Như vậy khỏi cần phải sắp theo ngữ pháp tiếng Việt. Bây giờ chúng ta cứ lấy từ nguyên vậy đó. Kassaka là người nông dân, Sara là mũi tên, Sigala tức là con giả can hay là con chó rừng, Wichati có nghĩa là bắn. Thì ở đây Kassako, Kassaka, Kassako là chỗ cách số ít. Ô Sara, Sarena, Sara là mũi tên, Sarena là bằng mũi tên. Cách thứ ba, Sigala là con chó rừng, Sigalang là đối cách của động từ Wichati. Chữ Wichati có nghĩa là bắn. Thì ngôi thứ ba số ít chia theo chữ Kassako. Cho nên chúng ta bước thứ ba là chúng ta dịch Kassako Wichati Siga, Siga Lăng Sarena, tức là người nông dân bắn con chó rừng bằng mũi tên, bắn giả can bằng mũi tên. Rồi vậy được rồi, cái câu đó. Từ nay vì sao hễ gặp cái câu bài tập đó, thì chúng ta cứ như thế đó, tức là đưa nguyên câu đó, chúng ta đừng có, nếu mà chúng ta muốn học cho giỏi là chúng ta không cần phải coi theo cái nghĩa dịch của người ta, người ta dịch sẵn rồi chúng ta coi, chúng ta đem rác lên thì nó không có hay. Chúng ta đi bước một, lấy ra từ nguyên của nó với nghĩa. Cách hai, bước hai là chúng ta tìm cái hình thức ngữ pháp của mỗi từ, và thứ ba là chúng ta muốn bắt đầu sắp xếp cho thứ lớp trật tự, lấy từ này bỏ đằng trước, từ kia bỏ đằng sau, từ nọ để giữa vậy đó. Xong rồi chúng ta mới bắt đầu dịch nghĩa xâm câu. Chúng tôi đã hướng dẫn như vậy thì quý vị có nhận được ra không? Quý vị có nhận ra không? Ồ, tốt quá, vậy được rồi. Xin thỉnh thượng tọa trở lại. Chúng tôi giáo trắng trở lại. Bà sư huynh, cái này nó hơi sang vào chuyện sư huynh chút xíu, nhưng mà có lẽ là sư huynh còn hãy cho sư đệ thử một vài tuần lễ đó là dạy chung với sư huynh, à, mình dạy chung với nhau thay vì sư huynh giảng nguyên bài đó. Tức là sư đệ sẽ giảng từng phần, sư đệ sẽ làm từng phần với sư huynh và sư huynh chỉ giảng thôi. Nhưng mà sư huynh không cần phải biết, sư đệ sẽ biết. Bây giờ sư đệ đề nghị như vậy là mình cứ giữ cái bài học đi, nhưng mà vô đầu là mình làm bài tập trước, làm bài tập của tuần lễ trước, tức là tuần lễ vừa qua đó, và mình ôn bài tuần lễ vừa qua. Ví dụ như sư đệ sẽ đưa ra từng câu, cái câu để dịch, xong rồi cho quý vị học từ vựng từng chữ một, và gọi là thích nghĩa của từng chữ, rồi sau đó để cho quý vị Phật tử dịch, rồi quý vị dịch xong rồi sư huynh sửa, và sư huynh sửa từng câu. Và sau khi sư huynh sửa từng câu á, thì sư đệ sẽ trở lại làm câu mới, làm câu mới. Một tuần á, mình làm khoảng 10 câu, 5 câu Bali ra Việt, Việt Bali. Tức là
sư đệ sẽ nêu câu lên, sư đệ sẽ đưa ra nguyên nghĩa, và mình sẽ hỏi quý Phật tử là văn phạm và quý vị thử người văn phạm thế này là cái nào, rồi sau đó sư huynh sửa. Rồi sau đó thì chúng ta có thể hướng dẫn cho quý Phật tử học một câu kinh văn, câu kinh văn mà sư huynh không cần phải đi vào kinh văn nhiều. Sư huynh chỉ thật ra cái kinh văn nó làm cho cái không khí nó khác hơn, thay đổi không khí, rồi sau đó thì chư tăng sẽ thảo luận vân vân. Nhưng mà sư đệ nghĩ là phải có một cách nào đó đó mà sư huynh có được cái cảm hứng để dạy và quý Phật tử có thể theo kịp. Thí dụ như vậy, bây giờ như vậy là mình thấy những câu Bali này mình đưa lên, mình đưa nguyên nghĩa thì quý vị có thể học từ vựng, rồi mình có thể học thêm phần văn phạm và quý vị sửa. Thì dần dà đó thì quý vị sẽ là quen với từng câu một hơn là mình ngồi giảng dài dòng. Nhưng mà trước khi mà sư huynh giảng đó, để cho quý Phật tử tìm cái đã, để quý Phật tử tìm. Giả sử bây giờ sư huynh nói là nguyên nghĩa, cái nguyên nghĩa là nguyên chữ, chữ này chữ bút thô, nhưng mà nguyên nghĩa là nguyên chữ á, và nguyên ngữ đó là bút thá. Thì đặt câu hỏi là tại sao nếu bút thá mà đổi thành bút thô là cái gì, thì quý Phật tử thì trả lời đó là chủ cách chẳng hạn. Hay là tại sao sa bát cá là đệ tử là sinh văn, mà sa bát cá ở đây là sa bát kê hí, ví dụ như vậy. Thì không biết sư huynh nghĩ sao, tức là thay vì một mình sư huynh giảng thì bây giờ sư huynh để sư đệ thử dạy chung với sư huynh khoảng chừng tuần lễ, coi nó có thoải mái hơn không. Và nếu mà không có thì chúng ta sẽ thay đổi cách khác. Xin thỉnh sư huynh quan hệ trở lại cho biết ý kiến sư huynh, rồi thỉnh sư huynh đi nghỉ. Dạ. Nếu có sư đệ cùng dạy chung một ngày thì cũng vui, cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà để xem coi cái cách này của sư đệ trình bày cho sư huynh giảng đó như thế nào, chúng ta sẽ vào thứ hai tuần tới chúng ta sẽ học thử cái cách đó. Còn khi nãy đó thì cái cách mà sửa bài tập đó, cách mà sửa bài tập như vậy đó, thì các Phật tử chúng ta đã cho biết là dễ hiểu, như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng như vậy cho mỗi trường hợp mà chúng ta sửa bài tập. Ít ra chúng ta cũng có được một cái phương pháp để chúng ta học cho hiểu cho nhanh và có kết quả. Còn về cái sự sắp xếp để làm bài để dạy đó, thì để sau khi tuần sau chúng ta sẽ học như thế nào. Bây giờ xin thỉnh xin đi trở lại. Quý Phật tử Hoàng Hỷ, chờ chúng tôi một chút nha. Chúng tôi đang thử
là một cái câu, là một câu để xem coi quý vị có thể học từng tới được không. Nếu mà quý vị học từng tới, chắc có lẽ bây giờ chúng tôi soạn lại. Ví dụ như vậy là mỗi một tuần đó, thì khi chúng tôi vào đầu thì chúng tôi sẽ chỉ quý vị đây là cái câu dịch của mình ha. Ví dụ câu dịch số 1, 2, 3 gì đó. Rồi sau đó thì chúng tôi để cái nguyên ngữ. Và thay vì chữ Brahmana, chúng tôi Brahmana. Rồi Matulina thì Matula là người cậu. Saha là cùng với. Bapata là hòn núi. Aruhati là leo. Thì khi mà đưa ra một cái câu dịch như vậy, rồi đưa ra nguyên ngữ như vậy, thì chúng ta sẽ nêu lên câu hỏi là tại sao Brahmana bây giờ biến thành Brahmana. Brahmana thì theo biến Brahmana thì quý vị nhớ ở trong cái phần ngữ pháp á, Brahmana nó là gì? Ví dụ ở đây mình nói là cái chủ cách số nhiều là những bà la môn, Matula người cậu, nhưng mà Matulena đó là sử dụng cách chẳng hạn, là sử dụng cách mà nó đi với chữ xá hát. Và xá hát Matulena xá hát nó là một cái mệnh đề là cùng với người cậu, tại vì nó có chữ cùng với thành chữ Matula phải đổi lên Matulena, ví dụ như vậy. Rồi Bapata là núi, nhưng mà ở đây Bapata nó là đối cách. Rồi Aruhati là leo. Dạ, nhưng mà ở đây là bởi vì chữ Brahmana là số nhiều. Dạ, những bà la môn thay bà la môn, mà những bà la môn số nhiều thành ra dịch là Aruhanti. Thì như vậy quý Phật tử, chúng tôi sẽ có những câu hỏi cho quý Phật tử. Dạ, hỏi quý Phật tử xong á, rồi thì quý Phật tử dịch xong rồi thì toàn tự siêu sẽ sửa. Thì không biết là quý vị thấy như vậy quý vị có học được không? chúng ta có biết bây giờ là mình phải ăn từ miếng. Tức là ở đây thì chúng ta có nguyên ngữ, chúng ta có câu dịch và chúng ta sẽ đi từng bước. Nhưng mà thay vì để chuyện toàn từ siêu làm á, thì chúng tôi sẽ nêu lên và chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị dịch. Rồi quý vị dịch xong rồi thì chuyện toàn từ siêu sửa. Chúng ta phải bên thiền tọa tự siêu thấy như vậy là ổn không? Thiền tọa thấy có ổn không? Nếu mà thiền tọa thấy được á, thì tuần tới mình sẽ bắt đầu như vậy. Thiền tọa được quay trở lại. Quý vị có lẽ là thiền tọa tự siêu không có mặt ở trước máy, thật ra chúng tôi xin nói tiếp phần còn lại. Chúng ta phải xoay sở ra cách, thưa quý vị, chúng ta phải xoay sở ra, có nhiều chuyện mình không gấp được, cái này không xong mình phải nghĩ cách khác. Chúng tôi hy vọng từ từ rồi xin mình sẽ có thể thay đổi, sẽ có thể làm được. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với cái phần kinh văn ngày hôm nay. Ở cái phần kinh văn ngày hôm nay đó, thì như chúng ta đã đọc đó, là Đức Phật Ngài dạy rằng khi một vị tỳ kheo ở trong rừng mà nhận biết rõ có hai điều. Điều thứ nhất á, là mình ở đây á, mà các phiền não nó sanh khởi. Dạ. Sự tu hành không có tinh tấn, không có tiến bộ. Và thứ hai nữa là nó khó khăn về vật chất, tức là về tứ vật dụng đó. Thì cho dù nói ở trong rừng là cái chỗ lý tưởng tu tập khuyến khích,
Nhưng mà nếu khi mình nhận thức như vậy rồi đó, mình nhận ra rằng à, chỗ này nó không có thuận lợi đó, thì nghĩ xong rồi nên bỏ đi. Điều này cho chúng ta thấy điều gì? Thứ nhất là Phật pháp dạy tinh thần thực tiễn. Con người chúng ta hay có cố chấp, hay cố chấp. Ví dụ nói mình tu là mình phải ở trong rừng, mình tu là mình phải ở chùa, mình tu là ở chỗ này chỗ kia. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng chúng ta nên có tinh thần thực tiễn, xem thử coi à, là mình phải tự mình biết lấy, không ai biết cho mình hết. À, bởi vì mình đi tu, mình đừng có đưa ra những cái kiểu mẫu. Cái sợ nhất của người Phật tử là cái tinh thần đóng khung, cái nhìn cục bộ. Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta đó, ngài nhìn rất thoáng, rất thực tiễn. Còn cái người Phật tử bây giờ, đa số chúng ta rất là cố chấp. Chúng ta cố chấp lắm. Ví dụ như bây giờ mình thấy có người tu rừng, đó tu rừng tốt quá mà, à, tại sao bỏ đi? Và nếu người tu rừng mà tu không xong đó, thì tức là người đó dở, hay là người đó không chịu khó. Mà không, Đức Phật không dạy chúng ta như vậy đâu. Ngài dạy chúng ta phải tự xét mình, mà chỉ có chúng ta mới biết thôi. Mình ở chỗ nào đó mà mình cảm thấy nó phiền não nhiều, thì mình ngay lúc đó mình nên cải thiện. Bởi vì cái tinh thần của người con Phật đó, là thực tiễn và lúc cải thiện luôn luôn làm tốt. Cái sợ nhất của chúng ta ở trong cuộc sống là gì? Là mình cứ một cái kiểu, mình cứ suy nghĩ một cái nếp, mà cứ suy nghĩ hoài không chịu cải thiện. Chúng tôi sợ điều đó lắm. Hồi trước tới giờ chúng tôi đi làm việc, và đi làm việc trong giáo hội cũng giống như là đi sống ở trong chùa đó, có cái khổ mà chúng tôi thường thấy đó là chúng ta học Phật pháp thì chúng ta chỉ học một chiều, những cái đoạn kinh văn như vậy thì chúng ta lại không có để ý. Dạ, chúng ta không để ý thấy rằng Đức Phật ngài cho chúng ta có một cái sự uyển chuyển linh động, và ngài khuyên chúng ta nhìn cái gì là cái, nhìn cái gì là cái thực tế. À, thí dụ như là một vị tỳ kheo sống một nơi mà không có đầy đủ, không có những cái điều kiện thích hợp về chỗ ở, về y phục, thực phẩm, về thuốc men á, thì nên thay đổi chứ. Đức Phật cái đổ biểu chúng ta ở như vậy hoài, chúng ta cố chấp thôi. Nên tìm một cái môi trường nào đó cho nó thích hợp cho mình, rồi mình quyển chuyển. Và một khi mà mình đã tìm được cái điều kiện thích hợp rồi đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy được là cái trọng tâm là gì. Tâm đó sự tu tập tiến bộ, chứ không phải tổ trọng tâm là hình thức bên ngoài, trọng tâm là người ta khen, người ta chê mình. Nếu mà mình sống mà mình không có tiến bộ, mà người khác có khen mình, cái mấy gì cũng vậy thôi. Ở trong đời của chúng tôi, thưa quý vị, có một việc mà từ nhỏ tới lớn chúng tôi vẫn luôn làm, đó là không bao giờ mà mình làm một việc gì đó mà làm không được, mà mình cứ ù lì một chỗ. Mình phải cải thiện, phải thay đổi. Ví dụ như vậy, bây giờ mình học lớp dạy phản ngữ đây, mình cảm thấy nó không ổn thì phải cải thiện đó, chứ phải mình nói không ổn là đóng cửa nghỉ đi. Nếu nó không ổn mình nghỉ đi thì đâu có chuyện gì nói nữa. Chúng ta sống đó, mình làm không được, mình làm không được thì mình phải thay đổi, tìm cách để làm cho được. Nhưng mà khi làm cho được rồi đó, thì có nghĩa là mình phải chịu nhìn vào vấn đề, à, cái chuyện đó nó có tiến bộ hay không. Nếu không có tiến bộ mình có cải thiện hay không. Nó có nhiều cách cải thiện, chứ đừng nói nó không được rồi mình nghỉ. Cái chuyện mà mình không được rồi mình nghĩ đó, đó phải là chuyện Đức Phật dạy chúng ta đâu. Chúng ta phải mình phải tìm ra một cái phương cách nào đó. Cái gì nó có phương cách của nó hết. Khi mà Đức Phật ngài còn ở trong hoàng cung đó, còn là một người bị quân vương, thì thứ vị ngài có nghĩ như vậy. Một cái ý nghĩa Đức Phật rất là đặc biệt. Ngài nói rằng nếu trong đời này đó bị sanh già đau chết chi phối, thì chắc chắn phải có một cái gì đối lập lại là không bị sanh già đau chết chi phối. Đó là niềm tin của ngài. Chúng ta sống đó, chúng ta phải tin tưởng một điều rằng nếu cái việc hiện đại mà nó bế tắc, việc hiện đại không xong đó, thì nó phải có một giải pháp. Ở bất cứ trường hợp nào có giải pháp, nếu chúng ta kiên nhẫn tiếp tục. Chứ nếu mà mình không kiên nhẫn, không có kiên trì để cải thiện, mà mình cố chấp quá, mình không có làm đúng lời Đức Phật dạy đâu. Chúng ta đọc kỹ là cái đoạn kinh văn này, Đức Phật ngài dạy về kinh khu rừng. Ở trong kinh khu rừng là nếu các con ở trong rừng mà thấy rằng các phiền não nó không được giảm thiểu, không được đoạn tận, và những cái nhu yếu của đời sống như y phục, thực phẩm,
chỗ ở, thuốc men không có, thì thấy không thích hợp bỏ đi. Chứ Đức Phật không có khuyên là mình phải trung thành với vị trụ trì, phải trung thành với ngôi chùa, phải trung thành với chỗ nào đó. Đó không phải là cách Đức Phật dạy. Ngày hôm nay đó, chúng ta hay thường đặt ra vấn đề là tu là phải thế này, tu phải thế kia, tu phải thế nào. Cái hình thức ở bên ngoài đó, chúng ta đọc trong kinh, có những vị đệ tử Phật Đức Phật khuyên vào trong rừng, những vị Đức Phật khuyên ở lại trong tăng chúng. Thí dụ như là Upali, là cái vị luật sư mà rất là nổi tiếng đó. Khi mà ngày sinh vào rừng, Đức Phật đã nói Upali đừng vào rừng, ở trong chư tăng tu. Và vị này tu hành rất là tốt khi ở trong chư tăng, và lại trở thành một vị luật sư, là đã kết tập tăng lực về sau này rồi. Hay là Mê Khi Giá đi ngang thấy cái vườn xoài, thấy không khí u tịch, thấy thích quá đi tu. Đức Phật cần là giải khoan. Tại vì sao? Ngài biết Mê Khi Giá vào trong đó sẽ có tâm khoan vô. Dạ. 3 tháng sau Mê Khi Giá thất bại ra đảnh lễ Đức Phật, rồi mới sám hối với Đức Phật là đã không nghe lời Đức Phật dạy. Thì như vậy đó, cái chuyện mình chính mình tu là đừng cố chấp. Dạ. Và mình phải hiểu điểm của vấn đề. Chẳng như hiểu trọng điểm vấn đề là chúng ta chấp nhận cải thiện, chấp nhận thay đổi. Con người mình sống mà mình làm cái việc đó không xong, cứ ôm nó khư khư hoài đó, mà mình bảo rằng tôi làm vậy ai chịu thôi đó. Chứ vì cái câu đó là bị nguy hiểm lắm. Tại vì sao vậy? Là nó rõ ràng có nhiều khi mà mình không chịu thay đổi. Dạ. Bởi vì lâu lâu chúng ta phải thấy một điều rằng mình là con của Đức Phật. Mình phải tự hỏi rằng Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Và Ngài có dạy chúng ta cố chấp như vậy không? Hay là Ngài dạy chúng ta nên có tinh thần thực tiễn? Người Mỹ đó, họ là một quốc gia mới có hơn 200 năm thôi, nhưng họ rất giàu. Người ta nói là do cái tinh thần pragmatism, tức là tinh thần thực dụng của người Mỹ. Cái thực dụng người Mỹ đó cũng là cái mà mình nên học. Nhưng mà không phải là mình học của người Mỹ đâu, ngay trong Phật Pháp. Chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi có thể dẫn chứng cả hàng trăm cái thí dụ ở trong kinh điển, để chúng ta thấy rằng Đức Phật là bậc đạo sư rất thực tiễn. Ngài chỉ cho chúng ta biết cái mục đích chính của vấn đề là gì. Và từ cái mục đích chính đó thì những thứ khác đó, nó nên được uyển chuyển linh động, chứ không phải chúng ta lúc nào cũng cứ ôm lấy điều đó tội nghiệp cho chúng ta. Thì bây giờ chúng tôi muốn thông báo quý vị một lần nữa đó là bắt đầu tuần tới này, khi mà chúng ta học Phạn ngữ đó, thì chúng ta sẽ thay đổi. Dạ, chúng ta sẽ thay đổi là thay vì một mình thượng tọa từ siêu giảng, thì chúng tôi sẽ làm phụ giáo giảng chung với thượng tọa từ siêu. Nhưng mà khi chúng tôi giảng, chúng tôi đề nghị quý Phật tử là chúng tôi sẽ làm một cái danh sách các từ vựng, rồi chúng tôi sẽ làm cách phân chia danh từ, một cái bản danh chỉ phân danh từ và một bản danh chia động từ. Thí dụ phân danh từ cho 8 cách, động từ trong 3 thời chẳng hạn. Rồi khi chia danh từ động từ xong á, mình làm cái bản đó, mình có cái bản từ vựng. Và khi chúng ta nêu một câu dịch á, thì chúng tôi sẽ yêu cầu quý Phật tử tìm cho nguyên nghĩa. Dạ, thí dụ chúng ta tìm chữ Buriso là Burisa, Butena là Putta, Saha là bất biến từ, Đi băng là Đi bá chẳng hạn. Thì chúng ta tìm ra nguyên ngữ. Rồi tìm nguyên ngữ xong á, thì chúng ta tìm ra chữ dịch. Rồi tìm chữ dịch xong rồi chúng ta sẽ dịch nguyên câu, rồi sau đó thỉnh thượng tọa từ siêu giảng. Thì thay vì để thượng tọa từ siêu nói trước, thì để chúng ta tự tìm trước. Thượng tọa từ siêu là người bao chóng để coi giảng cho vài tuần lễ tới. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình học á, học tiếng Phạn á, thì mình phải nhìn nhận một điều là quý Phật tử mà trong một
nhất thời mà bị quý vị nhớ nhiều quá, tội nghiệp mình. Không phải là quý vị già nhớ không nổi, hay là quý vị không có khiếu học sinh ngữ đâu. Mình nhớ học sinh ngữ của mình học nhiều quá mình cũng học không nổi đâu. Dạ, học rất là khó. Nên bây giờ mình thay đổi là mình sẽ làm bài tập trước. Dạ, là bài tập trước. Rồi cái phần kinh văn mình sẽ làm sao. Dạ, kinh văn làm sao. Sau khi mình làm kinh văn xong á, thì Chư Tăng có thể thảo luận, có thể cùng nhau để nhắc gì. Mình hy vọng rằng trong cái giáo trình tới đó chúng ta dần dà chúng ta sẽ tìm ra được một phương cách, cho đến khi nào mà cái giáo trình phản ứng mà ổn định mà dạy qua thao thóc được đó, thì chúng ta mới yên tâm mà nói rằng à, bây giờ cái môn này có thể đi được. Cũng giống như môn thắng pháp hồi trước đó, chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử sẽ gặp khó khăn, nhưng mà sau thời gian rồi bây giờ thì chúng thấy quý vị dần dà quý vị cũng ổn rồi. Dạ, cũng ổn rồi. Nhưng mà cũng phải nói một điều rằng khi quý vị ngồi nghe giảng thì nó đỡ hơn là quý vị phải làm bài. Sau này đó thì ngoài những bài tập này, chúng tôi sẽ dần dà đổi phần kinh văn thành những câu Phật ngôn. Chúng tôi tin chắc rằng nếu mà mình dạy đúng cách, đúng phương pháp đó, thì trong thời gian khoảng một năm, quý Phật tử có một số vốn liếng từ vựng và một số cái vốn liếng về văn phạm, thì lúc đó chúng ta có thể xây sở rất nhiều. Dạ, xây sở rất nhiều cái cách để học tiếng Phạn, để vui thích ở trong cái chuyện học tiếng Phạn. Bởi vì mình học cái nào mà mình không có thích, học nó ngán lắm thưa quý vị. Và thú thật mà nói, trong thời gian qua, mặc dù bài này đã là bài 25 rồi, nhưng mà cái khó nhất của chúng tôi là tìm một cái phương cách nào đó mà thượng tọa tự siêu không có nản. Mỗi lần vô lớp Phạn ngữ là chúng tôi nghe thượng tọa tự siêu thảo phiền, là chúng tôi biết rằng thượng tọa vẫn chưa có thấy cái chương trình ổn lắm. Và chúng tôi phải nói một điều là khi mình học Phạn ngữ, một cái chìa khóa đầu tiên của người học là nhìn vào mặt chữ tìm ra nguyên nghĩa. Dạ, tìm mặt chữ tìm nguyên nghĩa rất là quan trọng. Ví dụ như quý vị mới nhìn vào chữ sarena mà tìm ra sara, dạ, sara là nguyên ngữ, thì cái đó là có quan trọng. Hay là bây giờ mình nói là matula, dạ, matula là nguyên ngữ, mà matulena là biến thể. Từ cái biến thể matulena mà đổi thành matula đó, thì nó là một cái gì rất là khác. Mà quý vị học ngôn ngữ khác, nhất là tiếng Việt mình, thì không có cái biến thể như vậy. Dĩ nhiên là có một vài chữ nó là bất biến từ, như chữ xá chẳng hạn. Chúng ta sẽ học được. Không có lý do thì chúng ta học được. Mình quan trọng là kiên trì. Chúng ta có cả một đời để học. Lúc nào chúng ta học. Nhưng mà quý vị cứ tin là khi cấn rồi mình sẽ đi tới. Còn nếu mà mình cứ thấy mình ngán mình dội ra khỏi thì không gì như thế. Chúng tôi rất mong là dần dà rồi thì các vị giảng sư và quý Phật phải tìm được một phương cách để chúng ta vượt qua những cái trở ngại nhất thời, ưa thích học Phạn ngữ nhiều hơn và nhận ra được rằng điều có lợi nhiều. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma, và xin chúc tất cả quý Phật tử có một tuần lễ mới rất là an lạc và gặp được nhiều cái thắng duyên ở trong sự tu học. Hẹn gặp lại tất cả vào chương trình ngày mai. Nam mô Buddhaya. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Trung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn chủ nhiệm.
Quý ớt, xuống ngôn vi này yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ Nhật Quỳnh kính, con thành kính tri ân với ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sape lo kam ye sa pa chi van ta ha ne tu ka ma do nyam po chan sape lo pan tu ma ma chi van pa di.